Trứng lộn xào me là món mình rất là thích, đặc biệt là khi đi nhậu lúc nào mình cũng kêu cái món này đó. Nhưng mà hôm nay không đi nhậu được vì dịch Covid-19 phải cách ly nên chúng ta tự vào bếp làm cái món này. Đầu tiên các bạn cho một ít me, me này là để nấu canh chua này, các bạn cho một ít vào tô. Rót nước nóng vô và dầm dầm đến khi nào cái me nó rời ra. Rồi bắt đầu lấy cái rây, chúng ta lọc lấy cái nước thôi, còn cái xác đổ đi. Cái công đoạn này thì làm cũng rất là nhanh thôi ha. Chịu khó dầm cho kỹ kỹ một xíu để cái nước mê nó ra cho đậm đặc. Sau đó chúng ta bỏ thêm một ít đường, một xíu nước mắm. Rồi khuấy đều lên. Ớt thì chúng ta xắt nhỏ. Tỏi cũng như vậy, xắt cho nhỏ ra. Sau đó băm nhuyễn. Rêu ram chúng ta lạch ra, xong rồi rửa sạch. Sau đó cũng cắt nhỏ ra nha. Cho một ít dầu vào chảo rồi đổ cái hỗn hợp tỏi với ớt vô phi. Phi cho đến khi nó vàng, thiệt là vàng, mùi bốc lên, sặc mũi thì thôi. Tiếp theo chúng ta đổ cái nước me vào và khuấy đều lên. Khi mà nó sệt sệt lại thì bỏ trứng vào và chịu khó cứ đảo đều cho cái nước sốt me này nó thấm vào trứng lộn, và sau đó nó sẽ bốc hơi hết, để lại một cái hỗn hợp sền sệt như thế này. Rồi bỏ vào cái rêu ram chúng ta thái nhỏ lúc nãy đó, rồi tiếp tục đảo đến khi rêu ram nó chín và trứng lộn thì nó thấm được thì là thành công rồi. Để món ăn chúng ta thêm phần hấp dẫn thì chuẩn bị một ít rêu ram tươi lót ở dưới đáy dĩa và cho cái trứng chúng ta xào xong ra dĩa, nhẹ nhàng thôi nha, không là nó bị bể ra đó. Đến bước này thì các bạn nhớ cho một ít đậu phộng rang lên phía trên nữa nha. Cái món này mà không có cái đậu phộng rang thì nó không có ra hồn gì đâu. Đây là sản phẩm mà chúng ta nãy giờ đi nấu được này, các bạn thấy hấp dẫn không? Chuẩn bị vài lon bia, kêu đứa bạn thân tới nữa thì thôi rồi, tới công chuyện với cái món này luôn. Chúc các bạn thành công với cái công thức mà mình đã chia sẻ nha.